đoạt chẳng. Chắc là như vậy giờ cũng phát. Đúng rồi, tiếp theo của trận thứ 12 bên phía Cẩm Thiết là Nguyễn Phú Bình. Đúng rồi, thứ 3 của Phú Bình rồi. Cảm thấy hơn sẽ có cơ hội ghi được một điểm nếu anh Cẩm Thiết thành công và đánh phạt này Nguyễn Bình. Và nếu thành công thì đó sẽ là điểm. Hòa điểm của Yosuke. Không thành công, cắt tim. Vân Crawford và Dương Minh An. Triple team của Sound Hit không thể ngăn cản được Crawford khi hai điểm tiếp theo dành cho Thăng Long Warriors. Rất là xuất sắc với một pha độc diện vượt qua sự truy cản của ba chiếc áo đỏ và ghi hai điểm cho Thăng Long Warriors. Đánh thẳng vào khu vực bán rổ và ghi hai điểm quá dễ dàng cho Yosuke. Điểm liên tiếp của Second Hit. Tôi cũng đồng ý là như vậy. Và bắn ba của Robert Crawford đang níu kéo lại hy vọng cho Thăng Long Warriors, nhưng có vẻ như thời gian không còn nhiều cho khoảng cách như thế này. Rồi, và rất thú vị là Uwe Gok được ngày thực hiện thành công hai lần để phát bóng rồi. Điểm liên tiếp của Sài Gòn Hit.